tiếp tục bàn giao dàn loa LB1850 Pro về Châu Thành, Tiền Giang cho anh Khung. Căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như lực của hai vít, mời mọi người cùng đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm của dàn loa LB1850 Pro luôn ạ. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Xong chất âm của loa cũng như là của hai mic. Bây giờ mấy anh em Long Phát Audio hướng dẫn cho anh Khung cách sử dụng dàn loa LB1850 Pro. Công ty Long Phát Audio cũng cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm, yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua.